Chặng thứ nhất, Đức Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Các người tố cáo người này về tội gì? Nó không phải là tên gian ác, chúng tôi không nộp nó cho quan đâu. Hắn đã vi phạm ngày Sa-bát, tuyên bố và phá hủy đền thờ này, xây lại trong vòng 3 ngày. Hắn đã xách động và đào độc quần chúng từ miền Galilee cho đến đây. Ông có phải là Kitô, con Thiên Chúa không? Các ông nói đúng, chính ta. Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Các ông vừa nghe nó nói những lời lộ ngôn, giết nó đi! Giết nó! Ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Nước tôi không thuộc về thế gian này. Vậy ngươi là vua à? Con nói đúng. Tôi sinh ra và đến thế gian này để làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Chân lý là cái gì? Ta đã tra hỏi tù nhân, thấy không có lý do gì để kết án tử hình người này cả. Kể cả vua Herode cũng vậy. Giết nó! Lính đâu? Đem ba ra ba đây. Như các ngươi đã biết, hàng năm ta chỉ phóng thích một tù nhân. Hiện ta đang giam giữ tên sát nhân là Baraba. Các ngươi muốn ta tha ai? Baraba. Còn Giêsu ta phải làm gì? Đóng đinh nó. Các ngươi muốn đóng đinh nó không phải do ta. Hãy nghĩ lại đi. Máu người này đổ là không phải do ta. Lính đâu? Hãy làm theo ý họ và phóng thích Baraba. Tuân lệnh. Đức Giêsu, người đã yêu thương tất cả chúng ta và sẵn sàng chịu chết vì tội lỗi chúng ta, bị kết án tử hình như một phạm nhân tầm thường. Thank you.
Lạy Chúa, xin hãy đánh động trái tim của chúng con, để chúng con biết ăn năn. Xin hãy soi sáng tâm trí chúng con, để chúng con hiểu rằng Ngài thương mến chúng con, và xin Ngài hãy mở mắt chúng con, để chúng con nhìn thấy Chúa trong mọi người. Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thánh giá. Đức Giêsu con Thiên Chúa được trao thập giá, mà thân thể dấu yêu Ngài sẽ bị đóng đinh vào đó. Lạy Chúa, xin hãy thứ tha những lỗi lầm của chúng con. Xin làm cho trái tim của chúng con biết xót thương những kẻ bất hạnh. Xin hướng dẫn đôi chân của chúng con, để chúng con biết tìm đến những kẻ khó nghèo. Và xin hãy mở rộng cánh tay chúng con, để chúng con ôm ấp và thương yêu mọi người.
Chặng thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Đức Giêsu đã ngã quỵ dưới sức nặng kinh khủng của thánh giá và tội lỗi chúng con. Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ xác thân yếu đuối của chúng con. Xin ban cho chúng con sự can đảm để chúng con biết chấp nhận những khổ đau trong cuộc sống. Và xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh để chúng con sẵn sàng dấn thân phục vụ. Chặng thứ bốn, Chúa Giêsu gặp người mẹ đau khổ. Xin hãy giúp tôi đến gặp Ngài. Lối này, thưa mẹ. Mẹ đây, ôi con tôi. Mẹ thấy nó, con sẽ làm mọi điều đổi mới. Đức Giêsu gặp người mẹ yêu dấu, nhưng Ngài bất lực trước sự đau khổ của con yêu dấu của mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm thông những nỗi khổ đau của người mẹ. Xin cho chúng con luôn biết thứ lỗi và sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm của kẻ khác. Và nếu đã ra đi, xin cho chúng con biết quay trở về để làm hòa với Chúa và đoàn tụ với anh chị em. Chặng thứ năm, ông Simon vác đỡ thánh giá cho Chúa. Người kia, phải, ngươi lại đây. Các người muốn gì? Ra giúp hắn. Không còn thời gian nữa, mau lên. Vì sợ Chúa Giêsu kiệt sức mà chết, lính La Mã đã ra lệnh cho ông Simon vác đỡ thập giá Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại và xin Ngài luôn cho chúng con hiểu rằng cứ mỗi lần chúng con đưa tay để dẫn đưa một kẻ tật nguyền qua đường, cứ mỗi lần chúng con bắt tay làm quen với những người không quen biết, cứ mỗi lần chúng con phụ giúp những khách hàng bỏ đồ lên xe, và cứ mỗi lần chúng con thành tâm chỉ đường cho người lạc lối, đó là những lần chúng con đến giúp đỡ Ngài vác cây thập tự giá. Thank you.
Trận thứ sáu, bà Veronica lau mặt Chúa. Xin phép Ngài. Tránh ra. Đức Giêsu gặp bà Veronica và bà đã âu yếm lau mặt Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng, cứ mỗi lần chúng con đến viếng thăm những gia đình tan nát, cứ mỗi lần chúng con nhìn kẻ thù với một ánh mắt cảm thông nguyện cầu, đó là những lần chúng con đã lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Ngài. Chặng thứ bảy, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Lính La Mã muốn xúc tiến công việc chậm chạp này, và dưới sự thúc giục của chúng, Đức Giêsu đã ngã quỵ lần thứ hai.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tránh xa những lối sống xa hoa đồi trụy. Xin cho chúng con biết sửa đổi những đức tính xấu trong người chúng con. Xin cho chúng con biết cố gắng sống đúng phẩm giá của con người của Thiên Chúa tình yêu. Chặng thứ 8, Chúa Giêsu yên ủi phụ nữ thành Jerusalem. Giêsu đi ngang các phụ nữ đang thương khóc, Ngài dừng chân và nói họ hãy khóc thương chính con cháu họ. Lạy Chúa, trong lúc vội vã, xin cho chúng con biết dừng chân lại để giúp đỡ những kẻ yếu đuối hơn chúng con. Và xin cho chúng con đừng bao giờ làm ngơ trước những kẻ đang thiếu thốn về tình cảm cũng như vật chất.
chặng thứ 9, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Thưa Ngài, gần đến nơi rồi. Hơi kiệt sức tàn, Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường trước mặt Chúa, và xin cho chúng con đừng bao giờ kiêu căng trước mặt người đời. Chặng thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo. Giai đoạn thảm khốc đã đến và tài sản duy nhất của Ngài đã bị lột bỏ, đó là bộ quần áo nhuốm máu.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Xin cho chúng con nhớ rằng, cứ mỗi lần chúng con bắt lỗi kẻ khác, là mỗi lần chúng con lại lột áo Chúa ra. Và cứ mỗi lần chúng con xúc phạm đến thân thể người khác, là mỗi lần chúng con lại làm ô nhục đến danh thánh Chúa. Chặng thứ 11, Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Vì tình yêu Chúa Cha và nhân loại, Đức
Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá. Lạy Chúa, dòng máu của Ngài đã chảy ra từ vết đinh là dòng máu cứu độ. Dòng máu ấy đã tẩy rửa tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn biết cúi đầu cảm tạ khi nhìn lên thánh giá của Chúa. Chặng thứ 12, Chúa Giê-xu chết trên cây thánh giá. Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu được mình. Nếu đúng Kitô con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin. Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Ta cạn. Lạy Chúa,
hồn, phụ linh hồn con cho tình cha. Mọi việc đã hoàn tất, chúng đã tử hình đấng cứu chuộc chúng ta. Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con mà Ngài bị treo trên thập giá. Xin Ngài ban cho chúng con luôn biết ngước nhìn lên trời cao, để chúng con nhìn thấy một không gian, một khung trời xanh tươi, một không gian dịu vời và một tình yêu bao la của tấm lòng Thượng Đế. Xin cho chúng con luôn biết ước mơ về thiên đàng, để chúng con sống một cuộc sống hy sinh và sẵn sàng thí mạng sống của mình vì người khác, cũng như Ngài đã một lần thí mạng sống của mình vì giáo hội. Chặng thứ 13, tháo đinh Chúa xuống khỏi thập giá. Chúa Giêsu được tháo khỏi thập giá
và đặt trong tay yêu dấu của mẹ ngài. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con hồng ân của sự thứ tha. Xin cho chúng con hiểu rằng, cứ mỗi lần chúng con tha thứ cho anh chị em, là mỗi lần chúng con nhổ cây đinh ra khỏi thân thể Chúa. Cứ mỗi lần chúng con đến làm hòa với kẻ thù của chúng con, là mỗi lần chúng con hàn gắn lại vết thương trên thân xác người. Chặng thứ 14, tán xác Chúa Giêsu trong hang đá. Thể của ngài được quấn khăn và sức dầu. Đức Giêsu, vua dân Do Thái, được đặt trong mộ. Thank you.
lạy Chúa, xin thương cứu giúp chúng con. Xin Ngài luôn luôn bảo vệ chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con niềm vui và bình an trong lúc chờ đón sự chết. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng con người cần phải chết đi. Bởi vì có chết đi thì con người mới có ngày trỗi dậy vinh hiển. Amen. Xin cộng đoàn đọc kinh lạy Cha kính mừng sáng danh để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên anh chị em, chúng ta vừa theo chân Đức Kitô trong hành trình thương khó và cái chết của Ngài. Ngài không đến để hủy bỏ đau khổ, Ngài cũng không đến để cắt nghĩa nó, nhưng là làm tràn nó đầy bằng chính sự hiện diện của Ngài. Lạy Chúa, qua những chặng đàng thánh giá, chúng con nhận ra rằng không phải ai cũng có thể hiểu và chấp nhận được đau khổ. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu để đáp lại tình yêu Chúa đã dạy và đã thể hiện qua cuộc khổ nạn của Ngài. Không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu.